Công an đội hai cánh người ta quá mạnh. Họ đấy, như các bạn nhìn thấy là Hồ Tấn Tài với Văn Thanh là hai cầu thủ rất là chất lượng. Chưa kể là hiệp 2 họ có thêm cả Đoàn Văn Hậu. Thì các bạn cũng biết đây là những cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia. Do vậy là chất lượng ở hai cánh của họ rất là hay, rất là mạnh. Trận đấu này các cầu thủ chúng tôi cũng đã rất là cố gắng. Trước trận thì đội hình chúng tôi bị sứt mẻ rất là nhiều. Có đến 3 vị trí trụ cột chấn thương. Do vậy nó ảnh hưởng đến trận đấu ngày hôm nay. Ở trên chúng tôi không gây sức ép được lên hàng phòng ngự của đối phương. Và khi mà hàng thủ mắc sai lầm thì chúng tôi đã bị đối phương ghi bàn. Tôi nghĩ công an đội hai cánh người ta quá mạnh. Họ đấy, như các bạn nhìn thấy là Hồ Tấn Tài với Văn Thanh là hai cầu thủ rất là chất lượng. Chưa kể là hiệp 2 họ có thêm cả Đoàn Văn Hậu. Thì các bạn cũng biết đây là những cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia. Do vậy là chất lượng ở hai cánh của họ rất là hay, rất là mạnh. Chúng tôi thi đấu giao hữu với nhau 4 trận. Trong những trận đấy thì gần như là hai đội đều không có được đội hình mạnh nhất. Thi đấu để kiểm tra thể lực cũng như là cái sự gắn kết trong lối chơi. Và đến ngày hôm nay thì rõ ràng Công an Hà Nội có đầy đủ lực lượng, trong khi đội chúng tôi thì lại mất mát rất là nhiều những vị trí chính thức. Thực tế thì mùa giải năm nay chúng tôi cũng đưa về cũng khá nhiều các cầu thủ. Nhưng mà đến như trận đấu ngày hôm nay thì rõ ràng là lực lượng của chúng tôi, cái sự chiều sâu là cũng không có nhiều. Đúng vậy, là một số vị trí chấn thương là cái sự thay thế là gần như là không bù đắp được cái sự em chấn thương như vậy. Về chuyên môn thì tôi thấy là các cầu thủ đã dần dần hòa nhập và có cái lối chơi nó dần dần rất là rõ rệt trong cái cách chơi. Và chúng tôi cũng được sự ủng hộ rất là lớn của các khán giả, cổ động viên Nam Định, họ rất là tuyệt vời. Tôi rất là cảm ơn vì điều đấy.